Hậu Giang bị bắt giam vì em trai bán đường trộn vôi bột. Ông Nguyễn Hoàng Việt, 57 tuổi, cựu cán bộ xã ở Phụng Hiệp, phải kêu oan hàng chục năm qua. Ông Việt và vợ được Viện Kiểm sát huyện Phụng Hiệp xin lỗi. Ảnh, Hồng Thanh. Ngày 25 tháng 2, ông Việt được Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phụng Hiệp công khai xin lỗi tại Ủy ban Nhân dân xã Tân Bình vì đã khởi tố, bắt giam oan ông trong vụ án làm và buôn bán hàng giả 33 năm trước. Theo hồ sơ, cuối năm 1986, ông Việt giữ chức ủy viên thư ký thường trực Ủy ban Nhân dân xã Tân Bình, phụ trách khối văn hóa xã hội kiêm trưởng tư pháp và trưởng lương thực xã. Thời gian này, em trai 16 tuổi của ông mang hơn 2.500 kg đường kết tinh của gia đình bán cho trạm thu mua nông sản xã. Nghi ngờ số đường này trộn vôi bột, nơi thu mua báo cơ quan chức năng. Ngày 12 tháng 1 năm 1987, Công an huyện Phụng Hiệp, tỉnh Cần Thơ cũ khởi tố, bắt tạm giam ông Việt cùng em trai để điều tra. Ngày 23 tháng 1 năm 1987, Tòa án Nhân dân huyện Phụng Hiệp xử sơ thẩm, tuyên phạt ông Việt 18 tháng tù, về tội làm và mua bán hàng giả theo Điều 167 Bộ Luật Hình sự năm 1985. Còn em trai ông được tha vì tuổi vị thành niên và thiếu hiểu biết. Cho rằng việc các lò đường gia công trộn vôi bột vào trong quá trình sản xuất là đương nhiên để tăng độ kết chính, nâng cao chất lượng đường kết tinh chứ không phải riêng ông chủ ý làm hàng giả để bán, cựu cán bộ kháng án kêu oan. Sau 6 tháng 12 ngày bị bắt giam, ông được cho tại ngoại. Cuối năm 1988, Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang xử phúc thẩm, cho rằng cấp sơ thẩm kết án ông Việt về tội danh trên là chưa đúng. Vì thế, tòa phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm xét xử lại với tội danh khác. 6 năm sau, Công an Phụng Hiệp khởi tố ông Việt về hành vi lừa dối khách hàng. Sau đó, Viện Kiểm sát cùng cấp ra cáo trạng truy tố ông. Nhưng đến năm 1997, tòa vẫn không đưa vụ án ra xét xử. Ông Việt khiếu nại thì Viện Kiểm sát huyện ra quyết định đình chỉ điều tra với lý do xét thấy hậu quả xảy ra không lớn, phạm tội lần đầu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, chuyển xử lý hành chính. Cho rằng mình không phạm tội và quyết định trên không rõ ràng, ông Việt không nhận và yêu cầu giải quyết dứt điểm. Suốt nhiều năm qua, cựu cán bộ xã vẫn kiên trì gửi đơn các cấp để đòi sự công bằng. Đến cuối năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phụng Hiệp quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Nguyễn Hoàng Việt do hành vi không cấu thành tội phạm. Tại buổi xin lỗi, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Phụng Hiệp Trần Trung Nghĩa nhìn nhận nguyên nhân dẫn đến oan sai cho ông Việt là do người tiến hành tố tụng và kiểm sát viên. Khi đó đã không đánh giá đầy đủ và toàn diện chứng cứ liên quan. Ông Nghĩa bày tỏ mong muốn ông Việt và gia đình chia sẻ, thông cảm và chấp nhận lời xin lỗi. Ông Việt nói bản thân và gia đình rất vui mừng vì pháp luật đã được thực thi, giúp ông được minh oan. Bị bắt giam và mang án oan lúc tuổi thanh xuân, nay mọi việc sáng tỏa, thì cũng đã xế chiều nên tôi mong sớm được các cơ quan chức năng bồi thường, khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp, ông Việt nói. Cửu Long Let's Block Act. Oi.